Zalo. Có Zalo. Đấy, có Zalo và số điện thoại. Và đây là cây số, đây là cây 20. À, các bác xem cây 20 nha. Quá già, quá đẹp. Đây là cây số 20. Các bác chốt cây nào thì cứ alo đi em. Đây là cây số 20. Đây các bác nhé. Đây, cao đúng găng tay thôi. Gốc to. Nhưng mà mịn hết lắm à. Đây lên tiếp theo cây số 21. Đây cây 21 các bác nhìn góc này. Đấy, đẹp. Góc nào cũng đẹp. Cây này là đa hướng luôn. Bông tay rất đều nhá, lá nhỏ. 21. Cây số 21. Các bác nhìn. Đây nhá, cao bằng đúng cái chai sting rồi thôi. Nhưng mà tán rộng. Bông tay thì đã hoàn thiện hết rồi. Hàng em thì toàn hàng kỹ thôi. Nhưng mà giá thì lại hợp lý. Các bác về chơi thì chỉ bấm cái bút này đi thôi. Đây là cây 21. Tiếp tục em lên cây số 22. Cây số 22. Đây là dáng trực này. Các bác xem một gốc này. Quá đẹp. Giá thì lại vừa tầm. Tất cả những cây này đều là nhà làm nha. Này do nhà vườn làm ra nhá, nên là giá là rất là yêu thương luôn. Bao nhiêu? Tầm 200 một chút đây. Tầm hơn 200 một chút thôi các bác nhá. Các bác xem. Hôm nay em báo giá công khai đấy, hơn 200. Không bao ship các bác nhé. Quá đẹp. Cây 22 phải nói là đẹp. Nhỏ gọn. Rồi. Em lên tiếp theo cây số 23. Quả nhiều quá các bạn. Để em ăn tầm 1 phút cây. Cây 23 các bạn. Có cây đang bật quả các bạn. Đây là cây số 23. Các bạn có thể nhìn xung quanh toàn cảnh này. Quá cỗi luôn. Vết cắt đã liền. Chơi bonsai những cái lút cắt này càng liền nó càng đẹp các bác nhé. Đây là cây 23. Vết cắt đã lâu rồi. Hàng nhà em thì toàn hơn 5 năm rồi cơ. Đây là cây 23. Các bác nhìn cái bông tay này đã già cằn cỗi xanh như này. Mốc rồi. Em lên tiếp cây 24.